xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con Số 8. Và trong video ngày hôm nay thì Jenny sẽ đại diện những bạn tham dự cuộc thi Trader Kể Chuyện vòng 2 để thuyết minh về câu chuyện của bạn là một bài dự thi nha. Cho nên là mọi người nhớ là hãy ủng hộ những thí sinh của mình bằng cách bấm nút like, subscribe cũng như là comment bên dưới, bởi vì ban tổ chức sẽ tính điểm dựa trên những cái sự support của các bạn. Ok, và bây giờ thì hãy cùng Jenny bắt đầu bài dự thi của một bạn nữ nha. Nếu như mà The Rapper có talent thì đây là bài dự thi của bạn nữ tên là Kaylin. Ok, tên rất là dễ thương đúng không? Mình hãy cùng bắt đầu nhé. Hello mọi người, mình là nữ. Và nữ trong crypto này nhìn chung thì vẫn còn khá là ít đúng không? Cho nên là hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe là con gái Bitcoin sẽ như thế nào nhé. Hấp dẫn đúng không? Hấp dẫn. Tiếp này. Mình biết tới Bitcoin khi mà TV đang nói về BitConnect vào đầu năm 2018. Mình đã từng đọc sách về đầu tư cũng như là cũng có một chút ít kinh nghiệm về đầu tư stocks trước đó. Mình biết ngay đó là Ponzi scheme, tức là lừa đảo theo mô hình Ponzi á mọi người. Lừa đảo rõ ràng vậy mà cũng bị lừa, nhiều người ngây thơ thật. Mình nghĩ thầm. Và rồi mình, một con bé sinh viên năm cuối, tò mò về một cái người ta gọi là thị trường tiền ảo và mày mò tải app Binance về gọi là Tradecoin. Bắt đầu thì mình chỉ nạp khoảng 1.000 đô với gọi là cái tinh thần là tìm hiểu về thị trường và cũng hơi nghi ngờ một xíu thôi. Mình đã mua thử vài đồng coin trong hạng mục gọi là Hot Gainers và đã kiếm được 200 đô sau vài tiếng. Wow, kiếm tiền dễ thật. Lúc này thì mình đã suy nghĩ với cái đầu óc đầy mộng mơ và mình có thể kiếm được cả triệu đô từ thị trường này. Thế rồi thì mình cũng tham gia vài nhóm share tín hiệu, trả phí nha, và nạp thêm tiền vào tài khoản cũng như là sẵn sàng với tinh thần là vươn ra biển lớn. Như hàng loạt các newbie khác thì tài khoản của mình có vài ngàn đô, nhưng mà giỏ tạo hóa của mình lên đến 15 đến 20 ngàn đồng coin lận các bạn. Trade với style đó là ôm trọn cả thế giới, mua thừa còn hơn bỏ sót. Cái câu này hay nha. Từ đó thì Bitcoin dập dìu về vùng 12.000 đô. Mỗi lần dump điều chỉnh thì mọi người vẫn hô nhau đó là BTFD, tức là Buy the Fucking Dip, tức là bắt đáy á mọi người. Mà mấy ai biết rằng đó là khởi đầu của một mùa đông dài hạn, lạnh lẽo và càng mua càng chết cống. Tiếp tục đến năm 2018, hot trend với ICO, người người nhà nhà ai cũng chơi ICO và tất nhiên thì mình cũng vậy. Do đó thì mình đã đi pool Cambria, coin của các tiến sĩ Google thì có vẻ uy tín. Thêm một lời đồn nữa là list Binance, mà thời điểm đó thì list Binance thì ít nhất cũng phải là ít 3. Mình mạnh tay đi hẳn 5.000 đô và sau đó thì KAT, tức là đồng CAD của Cambria, đã ít 2. Ồ, mới bán xong ICO mà nó đã ít 2 rồi nè. List Binance xong thì chắc chắn là ít nhất cũng phải ít 5 đúng không? Thì đó, bạn đã suy nghĩ như vậy. Nhưng mà do pool token bị lock 2 tháng cho nên là mình đã không có hàng để xả. Ai dè khi hàng tới tay thì coi đã chim 10. Oh my gosh. Nhìn chạc thấy cọc đỏ lòm, nghe đâu đội dev xả hàng trước vì lo sợ downtrend. Và họ đã đúng. Mùa đông tới thật. Và khi hàng loạt các dự án thi nhau xả token, tung tin hắc phích v.v. thì Bitcoin chỉ còn hơn là 7.000 đô thôi. Mình rất là chán nản và tiền bốc hơi với tốc độ chóng mặt. Và bài luận tốt nghiệp của mình thì cũng bị ảnh hưởng luôn. Nhưng mà may một cái là do có job offer từ năm 3 rồi cho nên là cũng tạm xoay sở được. Mình dứt áo ra đi sau hơn 3 tháng lặn lội trong thị trường tài chính và tạm dừng sự nghiệp hot girl tỉ nến. Savings thời sinh viên cũng tan theo giấc mộng đổi đời. Bài học đầu tiên: đừng ảo tưởng vào thị trường và luôn nghĩ tới rủi ro trước khi đặt lệnh. Năm 2019 và năm 2020, mình tập trung vào công việc. Đầu tư thì mua Blue Chip Stocks Index Funds cho an toàn. Chỉ tới cuối tháng 3 năm 2020, bởi vì Covid diễn ra và BTC sập chia 3 về tận 3.800, thì do quan sát Bitcoin từ 3.000 bay lên 12.000 đô chỉ trong vòng năm 2019, thì bản thân mình đã cho rằng là 3.000 đến 4.000 đô là vùng support khá là chắc. Nhớ lời bác Warren Buffett dạy rằng, hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Mình đánh liều quay lại thị trường và mua Bitcoin 4.000 đô, ETH 115 đô và BNB là 8 đô. Ok, bây giờ mình sẽ xem là bạn này có hold đến thời điểm hiện tại không nha. Nếu mà hold thì là giàu các bạn nhỏ. Ok, tí thì quên, em Cambria mình đã mua 5.000 đô hồi 2018. Lúc quay lại thì chỉ vỏn vẹn là 80 đô. Cry, khóc. Với độ vấp ngã năm 2018, mình chỉ set target Bitcoin là 10.000 đô và sẽ bán và out khỏi thị trường này luôn. Tháng 6 Bitcoin đã định 10 đô thì mình đã cash out một nửa ra để mua bất động sản. Còn một nửa để trade coin qua ngày và mình cũng kiếm được từ Algo là x2, SXB là x2 luôn. Mình nhìn chung là cũng khá ổn áp đúng không? Mình cũng biết là hold coin nhưng mà câu chuyện này thì mình sẽ tập trung về trade thôi nhé. Sau đó thì mình mày mò chơi futures. Wow, hấp dẫn này.
future Sài Gòn 7 nên khoản tiền lên rất là nhanh, rồi mình bị cuốn vào vòng xoáy xanh đỏ, có những ngày kiếm đến 5.000 đô đến 10.000 đô một lệnh. Rồi tiền đổi nón cũng ra đi vì Bitcoin điều chỉnh và mình không cài stop loss. Một lỗi rất là phổ biến là các bạn không cài stop loss nè. Tổng cộng cháy cũng phải gần 100.000 đô. Đọc đến khúc này mình muốn khóc đó mọi người. Ok, và bài học thứ hai đó là tiền đến nhanh thì đi cũng rất nhanh, và sự giàu có chỉ bền vững chỉ khi gắn liền với kiến thức và trải nghiệm. Rất là sâu sắc đúng không? Mình hãy cùng đi tiếp nha. Bạn nào trái nhiều sẽ hiểu tâm lý và lệnh sau đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mình take a break, tức là bạn nghỉ ngơi ha. Học thêm phân tích kỹ thuật và tự trải nghiệm với số tiền ít hơn. Đánh futures là sự rèn luyện của tính kỷ luật, cài stop loss, take profit dành các mốc giá và sự kiên định trong tâm lý, bởi vì có quá nhiều fake outs gây nhiễu. Tháng 4 đến tháng 5 vừa rồi, cảm nhận Bitcoin đã tăng khá là mạnh trong trạc khung tuần mà không hề có sự điều chỉnh, thì mình đã nhận định rằng tháng 5 sẽ là điều chỉnh mạnh và vào lệnh Big Short. Profit có nghĩa là lợi nhuận của mình lúc này kiếm được là hơn 300.000 đô trong vài ngày Bitcoin đâm sâu. Wow. Con số không to, không nhỏ, nhưng mà đối với mình đó là thành quả của quá trình rèn luyện và cả phân tích kỹ thuật và tâm lý vào lệnh nữa. Cho nên là bài học thứ ba bạn đã rút ra được, đó chính là tỷ lệ trade chẳng ai đạt được 100% cả. Chỉ là khi thua thì bạn thua nhỏ, khi thắng thì bạn thắng lớn, đó là đủ rồi. Win big, lose small. Chơi futures low dạy cho mình rằng lúc nào nên chơi, lúc nào nên ngồi quan sát thị trường như con hổ rình con mồi. Tính FOMO từ đó thì cũng giảm bớt hơn hẳn. Trong câu chuyện này thì không hề có tính hư cấu và hoàn toàn là những trải nghiệm thật của mình trong thị trường này. Sau hơn một năm thì chân lý mình nhận ra rằng đó là phân tích cơ bản hold coin sẽ giúp mình đi được đường dài trong thị trường crypto này hơn là trade. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2, nếu có thì mình sẽ kể về thời gian mình hold coin như thế nào nhé. Peace! Ok, và đó cũng là kết thúc của câu chuyện của bạn gọi là Kaylin, một cái tên rất là dễ thương và đặc biệt đây là một bạn nữ nữa ha. Thì tuy là một bạn nữ, thật ra thì mình cũng không có phân biệt là nam nữ trade coin nó khác nhau như thế nào đâu. Mà các bạn quan trọng là nội dung rất là sâu sắc đúng không? Nãy giờ là bạn đã kể rất là chi tiết là bạn hold những con gì, lỗ bao nhiêu lần, rồi những bài học xương máu mà bạn đã rút ra được từ những lần mà lỗ như vậy. Thì các bạn hoàn toàn có thể ủng hộ và bạn Linh bằng cách đó là cho một like, một subscribe cũng như là comment bên dưới video này để ủng hộ bạn nữ của chúng ta trong cuộc thi Trader Kể Chuyện vòng 2 ngày hôm nay nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng là các bạn thích câu chuyện trên cũng như là thích video này. Jenny sẽ gặp lại các bạn ở những video sau của Con Số 8 TV nhé. Thank you các bạn, bye bye.